Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kia Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu giới thiệu về những mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Và trở lại với video ngày hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2022, thì cửa hàng Kiên xin tiếp tục gửi đến các bác một bộ sưu tập gồm 18 mẫu đồng hồ cổ xưa chính hãng và đang có sẵn tại cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Thì trong quá trình xem video vẫn như mọi ngày, các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào đừng quên chốt đơn cho em về Zalo hoặc là số điện thoại 0936 050 424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Bây giờ thì em và các bác sẽ cùng đi tìm hiểu về các mẫu đồng hồ ngày hôm nay ạ. Chiếc đầu tiên đó là một em Everest, một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, sở hữu bộ máy cơ tự động automatic 21 chân kính. Chiếc này thì sẽ có cái màu mặt là xanh các bác nhé, kết hợp cùng với một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ, với size mặt ngang là 35 và size dọc của em này là 42 này, ngang 35 dọc 42. Phần vỏ bọc thép không gỉ toàn thân đây ạ. Mặt đáy vỏ thép sáng bóng luôn các bác nha. Cái form dáng trông rất là nam tính, em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Kết hợp với màu mặt xanh độc đáo, cọc số nổi trải tia. Còn đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ này ạ. Các bác có thể thấy này, bộ máy cơ tự động nha, 21 chân kính. Tình trạng máy của em này thì hoạt động rất là tốt, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi, cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi nha. Rồi ạ, mời các bác cùng chốt đơn cho em trên này với mã sản phẩm là H182, giá 1.880.000 ạ. H182 giá 1.880.000 nha. Em qua mẫu thứ hai đến một chiếc Wisnauer, thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Em Wisnauer này thì sẽ có cái màu mặt xanh các bác nhé, kết hợp cùng với lại cọc số nổi kim cọc vàng và có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Bộ máy cơ tự động, có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Em này vỏ sáng bóng luôn, không hề có chút hao mòn nào nha. Cái này là vỏ vĩnh cửu đấy, các bác dùng mấy chục năm thoải mái. Đấy này, sở hữu size mặt là 35, một form mặt tất là dễ đeo dành cho các bác. Size dọc là 40. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt này. Đối với bộ lịch thì sẽ có nấc để chỉnh lịch nhanh nha. Các bác sẽ kéo núm này ra này, nấc đầu tiên xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh cái phần lịch thứ, và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch ngày. Đó. Tình trạng máy hoạt động tốt. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn cho em ạ. Wisnauer, máy cơ tự động có hỗ trợ cơ có tay, vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Mã là H149 nha, giá sưu tầm chỉ có 2.380.000. H149 với giá là 2.380.000. Chiếc thứ ba, một em Seiko, Seiko 5 chém cạnh, hay các bác còn gọi là Seiko 5 chật góc này. Một trong những huyền thoại những thập năm thuộc những năm thập niên 80. Đó, quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Cái dòng này thì chắc em sẽ không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Đây là một chiếc Seiko 5 lịch bơm nha, sở hữu cái phần mặt có các cọc số theo kiểu hình trụ nổi rất là độc đáo, kim cọc vàng, máy cơ tự động automatic, với size mặt ngang là 34 và size mặt dọc là 39. Viền chém cạnh rất là khỏe khoắn luôn này. Dây khóa và mặt đáy đều có khắc tên thương hiệu đồng hồ Seiko nha. Đây là mặt dây khóa này cũng như là mặt đáy này. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây ạ. Một chiếc đồng hồ mang cái phong cách rất là nam tính và khỏe khoắn như thế này. Các bác muốn sưu tầm ngay cái em Seiko 5 chém cạnh này thì chốt đơn cho em nha. Với mã là H113, giá chỉ có 1.180.000 thôi ạ. H113 với giá là 1.180.000.
Rồi, tiếp tục qua mẫu một chiếc Orion SK, một trong những dòng máy bán chạy nhất thế giới này. SK mặt lửa, dòng máy phiên bản người nhái. Cái phiên bản người nhái này thì sẽ có cái phần mặt kính thiết kế rất là đẹp luôn các bác nhìn nhá. Đó, thiết kế cực kỳ là độc đáo. Mặt em này là mặt màu hồng cánh sen nhá, cọc số kim cọc vàng này. Một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Đó. Viền bọc thép không gỉ toàn thân. Dây khóa có khắc tên thương hiệu Orient và mặt đáy của em này cũng vậy. Với sa mặt ngang là 42. Size ngang 42 và size dọc là 46. Đây là một form mặt rất là lớn. Có lốc để chỉ lịch nhanh, kim cọc hoạt động tốt này. Cái này là cái lốm lịch bơm thì đã không còn hoạt động nữa rồi các bạn. Bốn chân đinh còn nguyên nhá. Chung là em này thì còn rất là đẹp, một trong những cái dòng máy được sản xuất từ những cái năm thập niên 80 này. Thỉnh thoảng vài năm thì em ấy sẽ cho ra một cái phiên bản mới, nhưng mà cho đến tận thời điểm hiện tại thì cái dòng máy SK này cũng được rất là nhiều những cái tín đồ chơi đồng hồ yêu thích và săn lùng rất là nhiều. Cái dòng này thì các bác có thể chốt đơn với mã là E130 nha, giá 1.480.000 ạ. E130 giá 1.480.000 này. Tiếp tục nha, lên cho các bác một chiếc Bostock quân đội. Đây là một phiên bản kỷ niệm năm 1941-1945, ngày lễ của Liên Xô. Cọc số học trò kết hợp cùng với một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Thương hiệu Bostock là một trong những cái dòng thương hiệu mà chuyên sản xuất đồng hồ dành riêng cho lính Hồng quân của Liên Xô cũ. Cho nên là những cái dòng máy của Bostock luôn luôn có những cái phong cách nó đậm chất khỏa khoắn này. Đậm chất quân đội, rất là chất luôn. Với xe mặt là 39 thì đây là một form mặt lớn nha. Các bác nào có cổ tay to từ 20 đổ xuống là lên tay em này thoải mái luôn đấy ạ. Niềng số thể thao kết hợp cùng với một ô núm, chữ núm. Đây là núm cổ chai các bác nha, nằm tại vị trí góc 2 giờ này. Rất là độc đáo luôn. Các bác sẽ lên cót bằng cách là xoay cái núm này ra bên ngoài và lên cót theo chiều ngược kim đồng hồ như bình thường thôi ạ. Sau khi mà các bác lên đầy cót rồi thì hãy xoáy cái núm này về vị trí cũ là được nha. Cách sử dụng của chiếc bức tốc này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đó, vỏ vàng này, phần mặt em này thì rất là đẹp. Mặt đáy inox này, bộ máy cơ lên dây, nguyên bản chính hãng của đồng hồ Bostock Liên Xô nha. Rồi một em đồng hồ mang phong cách cực kỳ là độc lạ và chất như thế này các bác có thể sở hữu ngay với mức giá cực kỳ là hấp dẫn. 1.180.000 ạ, mã sản phẩm là H175. 1.180.000 nha. Em qua mẫu tiếp tục này. Một chiếc Citizen, máy cơ tự động automatic của đồng hồ Nhật Bản. Thương hiệu Citizen thì mà là một trong những cái dòng máy rất là lớn và nổi tiếng của Nhật rồi đúng không ạ? Đó, em này là một chiếc Citizen sở hữu cái màu mặt đen bao công và nổi bật trên cái phần mặt đó là cái phần kim cọc. Đó, tất cả mọi thứ đều vàng hết. Niềng băm này, vỏ vàng. Nói chung là nó chỉ kết hợp bởi hai cái màu đó là trắng, đen và vàng thôi ạ. Kết hợp bởi hai màu đen và vàng rất là nổi bật như thế này. Em này trông rất là sang luôn nha các bác. Với size mặt lý tưởng đó là size 35. Các bác nào có cổ tay to hay là tay nhỏ cũng đều có thể đeo được nhé. Em lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đây là một cái size mặt trung bình của những dòng máy cổ, lên tay rất là đẹp luôn ạ. Tình trạng máy hoạt động tốt. Mặt đáy của em này là đáy inox nha, có khắc tên thương hiệu Citizen này.
Còn đây là bộ máy bên trong đó mà các bác cùng ngồi chiêm ngưỡng này, bộ máy Citizen của Nhật, máy cơ tự động nguyên bản chính hãng, 21 chân kính đó. Các bác có thể thấy cái phần cánh quạt nó chạy rất là nhạy luôn nha. Đây là một cái đặc điểm rất là dễ nhận biết của những cái dòng máy Nhật này, đó là cái phần máy chạy rất là êm và mượt. Rồi, mời các bác cùng chốt đơn cho em chiếc Citizen này. Mã sản phẩm là G91 với giá là 1 triệu 580 nghìn nhé. G91 với giá 1 triệu 580 nghìn. Các bác sở hữu ngay chiếc đồng hồ Citizen này ạ. Rồi qua mẫu tiếp theo một em Paqueta. Thương hiệu đồng hồ Paqueta của Liên Xô. Mặt đen bao công. Thiết kế vô cùng là độc đáo và lạ mắt. Vỏ đen, cái phần niềng bên ngoài là niềng thép màu đen các bác nha. Mặt dưới thì sẽ là thép không gỉ này. Nói chung em Pakata này thì còn giữ được độ mới rất là cao. Với size mặt ngang là 36 và size dọc em này là 37 này. Nếu như mà tính cả chân càng nữa thì sẽ là size 43. Phần núm này thì sẽ có thêm một cái phần thành để bảo vệ núm, nó nối liền với phần thân này. Đối với cái núm như thế này thì các bác lên cót rất là tiện nha. Kim cọc hoạt động tốt này. Em xem chiếc này có nấc chỉnh lịch không. Em này thì chắc là bộ lịch chỉnh thủ công rồi các bác ạ. Cái này là lịch chỉnh thủ công các bác nha. Em này đối với cái em Pakata này thì các bác sẽ phải quay kim ngược lại qua cái ô 6 giờ nhé. Nói chung là mỗi cái dòng máy thì nó sẽ có một cái cách chỉnh lịch khác nhau một chút. Nên là các bác để ý là trên live em sẽ hướng dẫn luôn là cách các bác chỉnh lịch cho những cái dòng máy như này. Em này thì các bác sẽ phải quay kim ngược qua ô 6 giờ nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó. Mặt kiểu vân cát, mặt đen kết hợp cùng với lại các cọc số chấm bi. Còn đây là bộ máy bên trong của em đồng hồ Pagata này các bác nha. Đây là bộ máy 2628.h, máy nguyên bản chính hãng của đồng hồ Liên Xô. Em này là máy su nha. Tình trạng máy hoạt động tốt. Và ở đây thì các bác cũng có thể thấy luôn được bộ máy của em này thì còn rất là mới và đẹp. Đẹp không tì vết luôn đấy ạ. Rồi các bác cùng chốt đơn cho em chiếc Paqueta này nha. Mã sản phẩm là H203 với giá chỉ có 1 triệu 280 nghìn thôi ạ. H203 với giá là 1 triệu 280 nghìn nha. Rồi tiếp tục qua mẫu một chiếc Alex. Alex máy cơ tự động 17 chân kính này. Và em này thì còn có hỗ trợ thêm cả xem là có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa các bác ạ. Mã sản phẩm là EH201 cho chiếc Alex này nha. Mặt tỏa tia. Một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Form dáng trứng. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Các bác nhìn này, phần vỏ, thân vỏ của em này sáng bóng luôn nha. Với size mặt ngang là 34 và size dọc của em này là 40. Ngang 34 và dọc là 40. Đó. Tình trạng kim cọc hoạt động rất là tốt. Đối với cái ô cửa lịch này thì sẽ chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ các bác nhé. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đó, đây là phần mặt của chiếc Alex này. Bây giờ em sẽ mở bộ máy bên trong nhé. Rồi và đây là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ này ạ. Máy cơ tự động nguyên bản chính hãng của đồng hồ Thụy Sĩ này. Bộ máy còn rất là đẹp. Tình trạng của em này thì hoạt động tốt nha. Đoạn với
Em đồng hồ Alex này thì các bác có thể chốt đơn với mức giá cực kỳ là tốt luôn nha. Cơ tự động có hỗ trợ cơ có tay. Vỏ ngoài còn mới và nguyên vẹn như thế này. Giá chỉ có 1.880.000 là các bác có thể sở hữu ngay cho mình em đồng hồ này rồi ạ. Chốt đơn cho em nha, với mã H201 giá 1.880.000 này. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc Bostock đến từ Liên Xô. Đây là dòng máy nội địa của Liên Xô cũ nha. Nó mặt với hai màu đen và trắng này, cọc số vàng trải tia. Em Bostock này thì được bọc vàng au 10, có khắc triện luôn ở trên cái phần nắp đáy này các bác nha. Mặt đáy inox. Sở hữu size mặt là 35. Form mặt rất là dễ đeo dành cho các bác. Em đeo lên tay mà các bác cùng ngắm thử ạ. Máy cơ lên dây với 17 chân kính. Em này thì đã được lau dầu rồi, cho nên là các bác cứ hoàn toàn yên tâm sử dụng thôi nha. Rồi ạ, chiếc Bostock này các bác có thể giao lưu và sở hữu với mức giá chỉ có 1.580.000 này. Mã sản phẩm là H100. 1.580.000 ạ. Em giao lưu chiếc tiếp theo nha, một chiếc Paqueta. Paqueta với màu mặt nâu cà phê, rất là cuốn hút như thế này. Cọc số hợp trò và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Đó, vỏ vàng. Form dáng kiểu hình mai rùa đấy các bác ạ. Đây các bác nhìn bốn chân càng nha, bốn chân càng kiểu hình chân rùa rất là độc. Mặt đáy inox, vỏ vàng. Và em này thì sẽ có size mặt là 34.3. Form mặt dành cho các bác nào mà có cổ tay từ 17.5 đổ xuống thì lên tay này sẽ rất là hợp này. Tình trạng kim càng hoạt động tốt. Còn đối với cái ô lịch này thì sẽ chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ các bác nha. Đó, chỉ cần quay hết 24 giờ thì kim nó đã, bộ lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới này. Máy cơ lên dây, tình trạng hoạt động tốt. Em này với mức giá cực kỳ là hấp dẫn, 1.280.000 là các bác có thể sở hữu ngay cho mình cái em Paqueta này rồi. Mã sản phẩm là H194 nha. 1.280.000. Em qua mẫu đồng hồ tiếp theo nha các bác, một chiếc West Clock. Cái dòng này đây là một cái thương hiệu đồng hồ của Đức. Cho nên là các bác nào mà chưa có trong cái bộ sưu tập của mình một chiếc đồng hồ của Đức thì các bác hãy nhanh tay nhắn tin về cửa hàng Kiên để được tư vấn qua cái mẫu đồng hồ này nha. Máy cơ tự động 21 chân kính này. Thiết kế vô cùng tinh tế và sang trọng. Cặp số trải tia và có thêm một cái ô góc 12 giờ. Đây là một cái cọc số học trò duy nhất nổi bật luôn trên cái phần mặt. Chiếc này thì còn giữ được cái độ mới rất là cao luôn nha. Các bác nhìn này. Đây là cái phần chân càng này, mặt cạnh viền còn đẹp nguyên vẹn nhá, không hề có một chút hao mòn của thời gian nào. Núm zin logo, mặt đáy inox có khắc tên thương hiệu này. Sở hữu size mặt 33, đó size 33 không tính núm. Em đeo lên tay cho các bác xem thử nhá. Cái dòng này ngày xưa nhà em cũng bán rất là nhiều này, được các bác cực kỳ là yêu thích luôn. Bán khá là nhiều cái dòng West Clock này rồi ạ. Chung là cái dòng này thì trên thị trường nó không có nhiều. Còn đây là bộ máy bên trong này. Đây các bác cùng ngắm này. Máy cơ lên dây nha. Ở đây thì có khắc tên thương hiệu West Clock. Đây là bộ máy M102. Cơ lên dây 21 chân kính. Có khắc chữ Shimani ở đây này, trên cái phần máy luôn nha. Tình trạng máy của em này thì hoạt động rất là tốt. Rồi ạ, chiếc West Clock này các bác có thể chốt đơn ngay nha, với mức giá cực kỳ là hấp dẫn, 1.880.000. Mã sản phẩm là H190 ạ. Một em đồng hồ đến từ nước Đức. Rồi qua mẫu tiếp tục một em Ponzos mặt đen bao công. Ponzos của Liên Xô. Nói chung là cái dòng Ponzos này thì các bác nào mà lớn tuổi một chút thì chắc chắn là
mà ngày xưa thời còn trẻ mà các bác hay chơi đồng hồ đấy, thì đây là một trong những cái dòng máy mà có lẽ là sẽ mang lại cho các bác rất là nhiều những cái kỷ niệm về cái thời bao cấp ngày xưa. Thương hiệu đồng hồ lớn của Liên Xô, cọc số học trò cổ điển kết hợp với một ô lịch nằm tại góc 3 giờ này. Em Napoleon này thì còn giữ được cái phần mặt kính sáng bóng nha. Thì các bác nhìn này, đó, cái ánh sáng nó chiếu vào một chút thôi là cái mặt nó đã bóng lên rồi. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính, vỏ vàng. Em xem là chiếc này thì có khắc chuyện ở đây này, bọc vàng ao 20 các bác ạ. Vỏ vàng rất là dày dặn luôn nha, bọc vàng ao 20, sáng bóng, mặt đáy inox. Với size mặt là 34 này, size 34 không tính núm. Lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Em quân rốt này, với cái phần mặt rất là đẹp, tình trạng máy hoạt động tốt. Và cái phần thân của em này thì nó có cái độ, phần chân càng này được thiết kế có cái độ cong vừa phải, đeo nó ôm sát vào cổ tay luôn, rất là dễ chịu đó. Chiếc này nha các bác có thể sở hữu với mức giá đó là 1.680.000. Mã sản phẩm là H193 nhé. H193 với giá là 1.680.000. Tiếp tục một chiếc Helbros, máy cơ lên dây với 17 chân kính ạ. Thương hiệu đồng hồ Helbros sở hữu cái màu mặt nào một phách rất là sang. Cọc số chạy tia có cài đá đen và một ô click nằm tại vị trí góc 3 giờ. Form dáng của em này thì nó rất là khỏe khoắn và nam tính này, mang đậm chất nam tính luôn. Với size ngang là 34 và size dọc của em này là 40. Cái form dáng chiều dày của em này thì nó cũng rất là dày nha. Em này chiều dày lên đến 11.1 này. Mặt đáy inox, 17 chân kính, máy cơ lên dây ạ. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây là phần mặt của chiếc Helbros này. Đó. Một ô cửa lịch hai ngăn nằm tại vị trí góc 3 giờ. Một kim cọc hoạt động tốt này. Em này thì bộ lịch thủ công rồi. Các bác có thể chỉnh lịch. Em này bằng cách là chỉnh thủ công nha. Vỏ vàng. Đây ạ, các bác nhìn này. Đây là những cái phần cạnh viền dưới của chiếc Helbros này. Đẹp nguyên vẹn luôn nha, kiểu đẹp không tì vết luôn đấy ạ. Em này thì quá xứng đáng để cho các bác sưu tầm rồi. Các bác nào mà muốn sở hữu ngay một chiếc đồng hồ với cái phong cách nam tính và khỏe khoắn như thế này thì các bác có thể chốt đơn ngay nha. Mức giá cực kỳ hấp dẫn này, 1.680.000. Mã sản phẩm là H181. Bostock mặt là mỡ gà 2,5 kim. Đây là một chiếc Bostock với phần mặt rất là sáng nha. Cọc số học trò cổ điển, một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Vỏ bọc vàng ao 10. Đây ạ, các bác cùng ngắm phần vỏ vàng. Mặt cực kỳ sang nha. Cái mặt của em này nó có một cái màu vàng mà khi nhìn vào nó rất là dễ chịu luôn ạ. Mặt đầy inox, sở hữu size mặt 34. Size 34 không tính núm này. Tình trạng kim cọc hoạt động tốt. Và em này là sở hữu cái bộ máy cơ lên dây các bác nha. Máy cơ lên dây ạ. Còn đối với cái ô lịch này thì các bác sẽ chỉnh một cách là quay kim 24 giờ nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đây là phần mặt của chiếc Bostock này. Cái màu mặt của em này nó cũng đẹp cơ. Đeo lên nó sáng bừng cái cổ tay của các bác lên luôn đấy. Rồi ạ, chiếc này chốt đơn cho em với mã là H195, giá chỉ có 1.480.000 thôi ạ. H195 nha, giá 1.480.000. Tiếp tục một chiếc Polzot, máy cơ lên dây 17 chân kính này. Em này là một chiếc quân rốt mặt đen bao công nha. Form dáng vuông cạnh bầu, cọc số chạy tia và có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Vỏ vàng, đây ạ. Chiếc này vỏ vàng còn rất là đẹp nha.
Ở đây thì có chuyện là được bọc vàng ao năm. Mặt đáy em này là đáy inox này. Đối với những cái form dáng vuông như thế này thì các bác sẽ dành cho các bác nào mà yêu thích cái phong cách nó nam tính, nó mạnh mẽ một chút thì các bác lên đeo cái form dáng vuông này nha. Form vuông này thì nó rất là đẹp rồi, khỏe. Với size mặt là 36, một form mặt dễ đeo, dành cho các bác có cổ tay vừa hoặc là tay lớn cũng đều có thể đeo được. Núm này này là núm ngọc màu đen nha. Em sẽ test thử phần núm này. Đó, phần kim cọc hoạt động tốt. Lịch thì sẽ chỉnh bằng cách là quay kim 24 giờ các bác nha. Đó, mình đã nhảy sang ngày mới rồi này. Cơ lên dây 17 chân kính, tình trạng máy hoạt động tốt. Em này các bác có thể sở hữu ngay với mức giá là 1.680.000. Mã sản phẩm là H112 nha. 1.680.000 mã H112. Mẫu tiếp theo đó là một em Elgin đồng hồ của Thụy Sĩ, máy cơ tự động với 17 chân kính. Đây là một em Elgin cổ nha. Mặt là màu vàng, ánh vàng luôn đấy ạ. Cọc số chạy tia, kim lá lúa. Em này thì form dáng tròn thôi. Núm zin này, mặt đáy cũng có khắc tên thương hiệu đồng hồ Elgin. Và cái mặt đáy của em này là đáy theo kiểu bát úp nhé. Đáy inox. Size mặt là 33. Size 33. Vỏ vàng. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đây là phần mặt của chị Elgin này. Cơ lên dây. Cái này đang trong cái tình trạng hết cót này. Các bác lên cót thì máy vẫn chạy bình thường nha. Đó. Chiếc Elgin này thì có mã là E177 này, giá 1.850.000. E77 nha, giá 1.850.000. Rồi tiếp tục đến một chiếc Pacata, form mẫu cổ và đồng hồ Liên Xô này. Chiếc Pacata này thì mặc dù là một chiếc đồng hồ cổ, thế nhưng mà còn giữ được cái phần vẻ ngoài rất là đẹp. Đó, vỏ vàng sáng bóng luôn. Cọc số nổi này, ba kim. Ở đây thì có khắc chuyện đó là được bọc vàng ao 12.5, có chuyện luôn ở trên phần vỏ này nhé. Sở hữu size mặt là 36 và size ngang, size dọc là 41. Size ngang 36 và dọc là 41. Rất là bóng và đẹp luôn ạ. Mặt đáy inox. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây là phần mặt của chiếc Pacata này. Chạy bộ máy cơ lên dây. Cơ lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu. Em này nha, có mã là H184, giá 1.880.000 ạ. 1.880.000 nha, mã H184. Và mẫu đồng hồ cuối cùng mang đến cho các bác ngày hôm nay đó là một em Ponzos của Liên Xô. Máy cơ lên dây 17 chân kính này. Sở hữu cái màu mặt đen kết hợp cùng với phần kim cọc vàng. Và có một số cái cọc số là được tính bằng những cái viên đá quý này, rất là nổi bật luôn. Tạo nét sang trọng cho phần mặt đồng hồ. Mặt kính, em này là kính Mica nha. Kính phẳng luôn này. Có một cửa sổ lịch nằm tại góc 3 giờ nữa. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Đó. Mặt rất là sáng luôn nha các bác nhìn này. Ánh sáng nó chiếu vào nó bóng như thế này cơ mà. Với size mặt ngang là 34. Size 34 này. Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đó. Tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu rồi. Em này thì các bác có thể sở hữu ngay với giá cực kỳ tốt thôi ạ. 1.180.000 là các bác có thể sở hữu ngay cho mình cái em Ponzos này rồi. Mã sản phẩm là H207 nhé. Ponzos. Máy co lên dây 17 chân kính, mặt đen bao công và bọc thép không gỉ toàn thân. Giá 1.180.000, mã H207. Và mã đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em này ở đây rồi. Đến với cửa hàng Kiên thì các bác có thể sẽ
có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ cổ với rất nhiều những phong cách độc lạ, và mức giá thì cực kỳ là hấp dẫn, giá bình dân thôi ạ, dễ chơi dành cho các bác. Và mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại Zalo 0936 050 424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.